Một đòn vào bụng, đòn nước cực đau luôn, thốn lắm. Hai đòn, ba đòn, chính xác. Có lẽ là trận đấu cũng đã khép lại. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận đấu chung kết của cân 51kg giải châu Á mở rộng đang diễn ra tại Đài Loan. Và trước mắt chúng ta là cặp đấu giữa võ sĩ Việt Nam Lê Công Nghị sẽ gặp võ sĩ của Philippines. Và đây cũng là trận đấu thứ hai mà Lê Công Nghị thi đấu tại giải đấu lần này. Ở trận đấu trước thì Nghị cũng đã được coi là dễ dàng khi mà đánh bại võ sĩ của Mông Cổ chỉ sau 2 hiệp đấu. Và đây là trận đấu thứ hai, cũng là trận chung kết của anh. Trước đó thì đội tuyển Muay Việt Nam thi đấu tại giải lần này thì có tổng cộng là 2 vận động viên. Ngoài Lê Công Nghị ra, chúng ta còn có Nguyễn Thị Thanh Trúc. Tuy nhiên là đáng tiếc là thì Thanh Trúc đã để thua ngay trận đầu tiên trong một trận đấu theo mình đánh giá là trên cơ. Thanh Trúc để thua võ sĩ của Hồng Kông và sau đó chỉ có được tấm huy chương đồng. Còn bây giờ là trận đấu của Lê Công Nghị. Lê Công Nghị đánh trận ngày hôm qua là vào ngày 20 tháng 10 thì Lê Công Nghị cũng chỉ mất khoảng 2 hiệp đấu là đã có thể vượt qua được đối thủ. Và bây giờ thì Lê Công Nghị còn một trận đấu này nữa thôi, trận đấu thứ hai của anh. Và nếu như có kết quả tốt thì Lê Công Nghị sẽ là võ sĩ của Việt Nam vô địch tại giải châu Á mở rộng đang diễn ra tại Đài Loan. Lê Công Nghị như hôm qua mình nói chuyện, Lê Công Nghị là một võ sĩ sinh năm 1994 và có xuất phát điểm khá khác so với những võ sĩ còn lại. Nghị đến với võ thuật khá muộn, khi mà anh cũng đã khoảng 23-24 tuổi rồi. Nghị đã phải lặn lội sang Thái Lan để tự học. Và bên đó thì Nghị đã có duyên với quen với một võ sư tên là Đề Cha. Và ở đó thì ông Đề Cha cũng đã nhận thấy được cái tình yêu của Nghị với môn Muay. Và sau đó thì đã chấp nhận là nhận Lê Công Nghị làm học trò. Và sau đó tiếp thì Đề Cha có sang Việt Nam và cả thầy trò Lê Công Nghị và Đề Cha đã đầu quân cho câu lạc bộ California Fitness and Yoga. Câu lạc bộ Nghị đã cống hiến 6 năm nay. Ngoài ra thì Lê Công Nghị cũng là một vận động viên nằm trong đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển Muay. Năm ngoái thì Lê Công Nghị cũng còn đánh cả SEA Games với đội tuyển quốc gia, đánh môn Kun Khmer. Trận đấu bắt đầu. Võ sĩ của Campuchia là Rafael Yasay. Cũng như trận đấu trước, mình muốn mọi người nhìn vào đòn tay và đòn trỏ gối của Lê Công Nghị. Và mọi người sẽ thấy là Lê Công Nghị sử dụng những cái đòn này rất là tài tình. Những tình huống đầu tiên khá tốt của Lê Công Nghị. Tốt. Đòn móc số 3 của Yasay. Yasay cũng không phải là một võ sĩ xa lạ ở hạng cân 51. Anh cũng từng sang Việt Nam đánh SEA Games. Tất nhiên thì ở môn Muay thì Philippines cũng không quá mạnh so với Thái Lan hay là Campuchia. Philippines mạnh nhất là môn boxing và môn MMA, là những cái môn thi đấu mà chúng ta hết sức dè chừng. Còn ở những môn võ khác như là Pencak Silat, kickboxing hay là
Muay như chúng ta đang xem thì trình độ các võ sĩ cũng chỉ ngang ngang với Việt Nam mà thôi. Cho nên mọi người đừng quá lo. Mình cũng chưa biết rõ kết quả của trận này đâu, nhưng mà để mình vừa làm bình luận thôi. Những phút đầu tốt của Lê Công Nghị, chưa có cái gì lớn cả. Tuy nhiên thì đây, hiện tại thì Lê Công Nghị cũng đang ép được Yasei vào góc sàn. Ồ, là tốt quá. Rất tốt. Hiện nay thì Lê Công Nghị hiện nay thì Lê Công Nghị ở hiệp 1 này thì cảm thấy không có thanh thoát như ở trận đấu trước. Có lẽ là chưa nóng máy. Chúng ta cùng chờ xem. Trận đấu có lẽ đang bước vào bắt được chân rồi, không làm được gì. Trận đấu đã bước vào những giây cuối của hiệp đấu thứ nhất. Hết rồi. Chúng ta cùng xem lại những cái diễn biến ở hiệp đấu đầu tiên. Những đòn khá bất lợi của Lê Công Nghị. Có lẽ trận hiệp này mình đoán là Nghị đang thua 9-10. Khá căng thẳng. Người đang săn sóc cho Lê Công Nghị đó là Nguyễn Thị Thanh Trúc, người đồng đội của Lê Công Nghị. Ngoài ra thì người bên kia có lẽ là một người bạn thôi, không phải của người Việt Nam. Thái Lan, một anh bạn Thái Lan sang săn sóc giúp cho đội tuyển Muay của Việt Nam. Rất vui. Hôm qua con thấy Trúc livestream còn đi phú đêm ở bên Đài Loan và còn đi cùng với hai bạn mới ở Ấn Độ. Chúng ta cùng đến với hiệp đấu tiếp theo, hiệp đấu thứ hai giữa cặp đấu giữa Lê Công Nghị và Rafael Yasei. Ở trong hiệp đấu 2 này thì có vẻ như Nghị cũng đang cố gắng áp sát thêm về phía Yasei. Tuy nhiên thì chúng ta cùng chờ xem kết quả sẽ có thành công hay không. Rõ ràng là Yasei nhảy hơn nhiều so với những võ sĩ còn lại, trừ Lê Công Nghị. Vì hôm nay Yasei mới gặp Lê Công Nghị, nhưng mà hôm qua mình có xem với Ấn Độ cũng thấy kinh. Rồi là Lê Công Nghị đánh với Hồng, đánh với hôm qua là Lê Công Nghị đánh với Mông Cổ cũng thấy kinh. Thì đây rõ ràng là một trận chung kết hợp lý giữa hai võ sĩ mạnh nhất của bảng đấu. Tốt quá. Dính rồi. Đòn này đau đấy. Tốt. Thế trận bắt đầu có phần về Lê Công Nghị rồi. Và phá trụ thịt đập cứ phành phạch. Ô, một pha ve của Yasei. Tuy nhiên thì Lê Công Nghĩa đã đáp lại bằng một đòn tay sau, đấm sâu số 2. Tốt.
Rồi. Đòn những đòn này rất nặng lắm ấy. Đối thủ rất dễ xì. Dễ xì. Thêm một đòn nữa. Thêm một đòn nữa. Thêm một đòn nữa. Tốt rồi, tốt rồi. Tốt rồi. Gia Sai hiện tại đang lùi. Thì thoảng nó tung ra những đòn revere. Với mình thì revere nó giống như kiểu là một phương án chữa cháy vậy. Đông ra là võ sĩ họ chỉ sử dụng khi mà họ đã đuối sức. Và đòn revere thì thường mang ý nghĩa cầu may. Nãy giờ mình thấy ông Gia Sai này ông xài hai lần. Có lẽ là ông ấy cũng đang hy vọng rằng là cái đòn revere đấy sẽ gây bất ngờ cho Lê Công Nghị và sẽ làm knock out cho Lê Công Nghị. Tuy nhiên thì điều đó đến nay vẫn chưa thành. Mọi người đấy, một đòn revere mọi người thấy không? Một đòn revere. Đấy, sau đó thì Nghị đáp lại bằng một đòn tay sau, trúng thẳng vào mặt. Trận đấu đã diễn ra ở hai hiệp và cơ bản hiệp này khả năng cao là hiệp đấu mà Lê Công Nghị đã có được chiến thắng lại. Mình cũng chưa xem được bảng điểm. Cơ hội cuối cho cả hai võ sĩ Lê Công Nghị và Yasei của Philippines. Rất quyết tâm. Khuôn mặt rất quyết tâm của Lê Công Nghị. Và chúng ta cùng đến với hiệp đấu thứ 3, hiệp đấu cuối cùng. Hai đòn đạp ngang của Lê Công Nghị và Yasei. Sau đó rồi thì Lê Công Nghị đang ép. Tốt. Hiện nay thì Lê Công Nghị đang chính xác là đang ép Gia Sai rồi. Đó đó, cái đòn tay đấm vào mặt rất chính xác. Hai lần, lần thứ ba revere của Gia Sai đã bị trả giá và Gia Sai đã bị đếm. Bây giờ bóng dáng Lê Công Nghị bước ngang qua khu hình. Trận đấu tiếp tục và Lê Công Nghị đang tận dụng nóng vội. Lê Công Nghị đang muốn chấp thời cơ sau khi đối phương bị knock out thì đếm thì Lê Công Nghị đang muốn tận dụng để có được điểm số. Hiện nay thì Gia Sai cũng đã hồi được sức lại rồi và Gia Sai cũng đang có những dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên thì mọi người chờ xem, những đòn tay sau của Lê Công Nghị thì luôn rất mạnh và nếu như nó đi đúng đích thì võ sĩ đó thường rất là mất thời gian để hụt. 4 lần revere của Gia Sai. Thêm một đòn nữa cho. 5 đòn revere. Nhưng sau đó thì Gia Sai lại tiếp tục lùi. Điều đó chứng tỏ là Gia Sai đã bị mệt. Cái đấy mình khẳng định luôn chứ không phải cái đấy đâu. Không phải nói phép đâu, thật sự. Gia Sai này mệt rồi. Bạn này sắp đi rồi. Còn Nghị bây giờ thì đang ngắm bắn. Mọi người nhìn xem. Nghị tay trái thì đo đòn, đo khoảng cách. Còn tay phải thì ngắm. Một là bụng, hai là mặt. Và đến lúc này thì trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu lại. Không biết là để đếm hay để làm cái gì. Đếm với Gia Sai chàng. Chính xác lần thứ hai Gia Sai bị đếm. Ok, vẫn tiếp tục. Lê Công Nghị rất nóng vội cho tình huống này. Một đòn vào bụng, đón nước cực đau luôn. Thốn lắm, hai đòn, ba đòn, chính xác. Có lẽ là trận đấu cũng đã khép lại. Cái đòn đầu tiên là cái đòn rất là đau, rất là thốn luôn. Mọi người cùng đợi mà xem, tí xem lại mà xem.
Nó mới thốn lắm. Đúng vùng bụng là hơi nó hơi bụng nó xì ra hết. Hơi bụng sẽ bị xì ra và sau đó rồi thì bị hụt hơi. Đó nó đau lắm, đó nó đau lắm. Có phép màu không giúp được bác sĩ của Philippines. Và đây mọi người xem lại này. Có phải không nhỉ? 1 2 3 móc bụng đấy, đấy đấy đúng rồi 3 4 Ý mình nó là đòn đầu tiên đấy. Đầu tiên thốn lắm. Nghe, nghe qua TV còn nghe cộp một cái. Ok, như vậy là chúc mừng Lê Công Nghị, bác sĩ duy nhất của Việt Nam có được tấm huy chương vàng. Và Lê Công Nghị đã có được tấm huy chương vàng giải châu Á mở rộng. Một phần thưởng rất là đáng quý cho một võ sĩ nam mê và đã bước sang tuổi thứ 31. Một lời cảm ơn với người đồng đội, người huấn luyện học viên của Thái Lan, người bạn chắc đã hỗ trợ cho Lê Công Nghị ở trong trận đấu này. Ở trận đấu trước thì chỉ có Thanh Trúc thôi, trận đấu này có thêm Lê Công Nghị. Việt Nam ta đang đợi điều gì chăng? Đợi công bố kết quả chăng? Mọi người có thể nghĩ nói Việt Nam không? Oh, yes, I. Sorry, bro. 第三回合，这个所以泰拳这样三回合比赛下来，体能的维持真的很重要。是，刚刚很明显菲律宾的选手体力下滑速度有点太快了，没有坚持住啊！哎呀，最后几秒啊，第三回合好像突然之间整个没力了。 Chờ gì thế nhỉ? Hiện tại跟这个裁判长以及场边裁判组这边来做最后确认，然后场边现在是什么样的状况？是，那现在就要做宣判。对。 Ok, đợi mãi cũng đã đến. Như vậy là trận đấu giữa Lê Công Nghị và Yasai cũng đã chính thức khép lại với chiến thắng TKO ở hiệp đấu thứ 3. Và Lê Công Nghị đã có được tấm huy chương vàng giải châu Á mở rộng. Chúc mừng Lê Công Nghị cùng đội tuyển người Việt Nam. Và xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Có lẽ là Nghị đã sang xin lời. Đây này, đoạn này này mình nói này, ấy, ông phải đây hiệp 1. chưa phải. Úi giời, né. Một đòn, hai đòn, ba đòn, bốn đòn. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. 他教练感觉，哎，他还可以啊。Rafael Yase from Philippines. 荣获第二名银牌的是菲律宾 Rafael Yase. First place and gold medalist goes to Leo Kong Nian from Vietnam. 荣获第一名金牌的是越南 Lee Kong Nian. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Vietnam.
全体肃立，请奏乐。Please take your position for the official photo. Friendship photo. This concludes the victory ceremony for male elite 51 kilograms. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the troop Niang Thai Tan from Vietnam. 同样荣获第三名铜牌的是越南初怒叶迪唱。Second place and silver medalist goes to Ho Ting Nam from Hong Kong.